Và đặc biệt nữa, cái phần này thì chúng ta có thể rút ra và thu vào. Các bạn rút ra thì súng sẽ dài thêm, các bạn bóp thu lại thì cái súng sẽ thu gọn lại ha. Vâng, xin chào bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng cái bộ chuyển đổi M416 ha. Thì nhiều bạn không biết sử dụng cái bộ chuyển đổi này cho những cái dòng súng nào. Thì những cái dòng súng mà bên mình bán liên thanh 1 viên, 3 viên và liên thanh á, thì cái tất cả các mẫu súng đó đều thay thành mẫu M416 được nha các bạn, nhờ cái bộ chuyển đổi này. À, thì nếu các bạn có những mẫu là 345, 346, 347, 550, 551, AK47 hay gì á thì các bạn đều chuyển đổi thành M416 được. À, còn nếu bạn nào chưa có khẩu súng M416 muốn mua cái khẩu súng đó thì các bạn có thể mua nguyên bản full M416 mà bên mình có để đường link bên dưới thì các bạn click vào ha. Mình có làm clip về cái khẩu M416 rồi. Còn đây là dành cho những cái bạn nào mà đã sử dụng những khẩu súng liên thanh thì chúng ta đổi qua M416 bằng cách mua cái linh kiện của nó về để đổi qua thôi. À, thì ở đây mình có một cái súng 347 ha. 345 á, là cái súng này là cái súng thuần chủng, tức là nó chưa có gắn linh kiện gì vô hết. Hoặc nếu các bạn có những cái súng mà chúng ta gắn linh kiện vào như là 550, 551, 346 và AK47 á, thì các bạn tháo ra hết. Các bạn tháo ra hết, các bạn để như vậy, chúng ta ráp cái bộ mới vô là đầy đủ ha. Bộ mới nó có đầy đủ cho các bạn ráp luôn. À, bây giờ mình sẽ tháo ra và sẽ ráp lại cho các bạn xem ha. Đây là cái bộ. Đó. Thì tất cả những cái này thì ta sẽ ráp lại thành một cái súng hoàn chỉnh. Đó, cái súng nào mà các bạn có chữ QHX như này nè, các bạn ráp lại, mua cái bộ phận này về là ráp lại được hết ha. Đó. Nó màu cam, màu trắng, màu xanh hay mà gì cũng được ha, miễn có chữ QHX và có bắn một viên, ba viên liên thanh thì chúng ta đều thay đổi qua được. Đó, đây những cái bộ phận dùng để lắp ráp ha. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn lắp ráp cho các bạn nhanh gọn lẹ luôn. Rồi, đầu tiên phần này, nếu mà chúng ta không thích chơi cái bán này thì chúng ta gắn này vô. Đó, là chúng ta không cần bán thì chúng ta gắn cái này vô thì nó đơn giản thôi. Đó, chúng ta để vô thì chúng ta không cần bán nha các bạn. Đó, gắn nó hơi cứng một chút xíu. Đó, bỏ qua một bên đi, nó hơi cứng. Đó, chúng ta gắn bán vô, chúng ta đẩy vô. Đó, chúng ta vô khớp là vô cái bán ha. Đó. Rồi, tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với cái phần băng đạn ha. Phần băng đạn, nếu những mẫu sản phẩm cũ của bạn băng đạn này á thì các bạn tháo ra. Đó. Chúng ta thay cái mới vô. Đó, đẹp liền. Rồi, tiếp theo những cái phần ở trên. Phần này chưa có cái phần này á thì các bạn gắn này vô. Thì thường mấy mẫu này súng cũ của bạn có hết rồi, trừ cái súng 345 thôi. Đó, hiện tại gắn vô ha, ta gắn chặt vào được. Rồi mình gắn sơ sơ thôi, gắn chặt sợ hồi tháo ra không được. Đó, còn cái này thì chúng ta sẽ ráp vào đây như vậy. Đó, tiếp theo chúng ta sẽ ráp những cái bộ phận này. Bộ phận này chúng ta sẽ ráp ở đây. Đó, và cái này là chúng ta ráp hai bên đây. Đó, tiếp theo thì chúng ta sẽ ráp bộ phận này vào, phần tay gài vào. Đó. Đó, rồi các bạn muốn gắn nòng này thì chúng ta gắn ha. Đó, gắn nòng này để thành một cái súng khác, còn chúng ta không gắn cũng được ha. Thích thì gắn, không thích thì thôi ha. Rồi sau đó chúng ta sẽ gắn tiếp cái phần này vào. Đó, ngay đây nó có cái nút nè, để gắn vô khớp là nó cứng lại ha. Rồi cái phần này chúng ta sẽ gắn ở dưới đây. Đó, các bạn thấy gắn sát vô ha, nó hơi cứng một chút xíu. Rồi tiếp theo phần này, ở đây các bạn để ý là nó có cái khớp nè, thì cái khớp này nằm vô đây ha, cho nên là chiều này là chiều đúng. Đó, thì các bạn sẽ gắn cái nòng vào. À, gắn nòng sát vào bên trong ha. Chúng ta gắn cái này vào ha. Đó, gắn vào chúng ta siết ốc lại thì nó chặt hơn. Rồi, thì ở cái giảm thanh này thì nó sẽ có hai loại. Đó, loại này các bạn muốn để vô, loại này thật ra là hai cái rời khác nhau nha các bạn. Các bạn gắn vào cũng được, gắn vào để cho nó dài ra. Còn không thì chúng ta sẽ gắn như thế này thì nó sẽ ra cái khẩu súng kiểu như này ha. Này là chưa, không phải giảm thanh, này là bắn bình thường. Đó, nếu có giảm thanh thì chúng ta gắn cái đầu này vô ha. Tuy nhiên nếu mình gắn cái đầu này thì mình gắn kiểu này cũng được. Các bạn đợi xíu.
Đó, chúng ta có thể rút cái này ra. Chúng ta gắn như vậy vẫn được nha các bạn. Đó, mình thích gắn kiểu này hơn. À, nhìn nó ngầu hơn ha. Đó, thì sau khi các bạn ráp xong, các bạn ráp vào ra băng đạn vào thì nó sẽ thành cái khẩu M4A1 hoàn chỉnh ha, khá là dài. Nó dài 90 mấy cm luôn nha các bạn. Đó. À, rất là dài. Đó, và đặc biệt nữa cái phần này thì chúng ta có thể rút ra và thu vào. Các bạn rút ra thì súng sẽ dài thêm, các bạn bóp thu lại thì cái súng sẽ thu gọn lại ha. Giật ra chúng ta không cần bóp cũng được. Đó, thu lại. À. Rất là ok. Đó. Thì như vậy thì nó đã ra một thành một cái khẩu M416 hoàn chỉnh và rất là đẹp luôn. Đó, mình sẽ quay xa cho các bạn thấy. Đó, đây là khẩu M416 của chúng ta ha, rất là dài. À, dài 92-93 cm gì đó. Đó, nếu các bạn bán kéo cái bán này ra thì nó dài thêm nha các bạn. Đó. Đây, mẫu rất là ngầu nha các bạn. Đó, thì bạn nào có những mẫu súng mà liên thanh, một viên ba viên liên thanh như thế này và có chữ QHX như thế này ha, thì chúng ta đều chuyển đổi được. Đó, nòng nhắm này các bạn có thể mở lên cũng được. Đó, còn đây là cái nòng giảm thanh, các bạn có thể thay bằng cái nòng này vẫn được. À, còn nếu ta không muốn sử dụng bán thì chúng ta có thể sử dụng cái này cho nó ngắn gọn ha. Đó, thì đó là cái clip mình giới thiệu về cái mẫu linh kiện M416 để ráp thành cái súng M416 như thế này. Đó, thì bạn nào đã có súng rồi thì chúng ta mua cái kiểu này về để ráp, để thay đổi súng cho nó đẹp, cho nó mới lạ ha. Và các bạn đừng quên like và subscribe kênh, thì mình sẽ luôn luôn có nhiều mẫu sản phẩm mới độc đáo và thú vị sẽ gửi đến bạn trong những video tiếp theo. Một lần nữa, xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi.